những khó khăn và bất lợi cho đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Philippines Trucie. Philippines vốn không phải đối thủ có khả năng gây nên mối đe dọa quá lớn. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với đội bóng này ngày 16 tháng 11 tới bỗng được đặc biệt chú ý bởi tính chất quan trọng của nó với đội tuyển Việt Nam và cả huấn luyện viên Philippines Trucie. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của ông Trucie trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Philippines cũng là đối thủ được đánh giá nhẹ cân nhất ở bảng F với sự hiện diện của Indonesia và Iraq. Chiến thắng trước Philippines gần như là yêu cầu bắt buộc để đội tuyển Việt Nam nuôi hy vọng tiến vào vòng sau. Theo thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất với Philippines, đội tuyển Việt Nam thắng 3 và thua 2 trận. Hai trận thua đều trong khuôn khổ AFF Cup các năm 2010 và 2012, lần lượt dưới thời huấn luyện viên Hendrik Calisto và Phan Thanh Hùng. Cả hai đều diễn ra ở những thời điểm khá nhạy cảm với bóng đá Việt Nam khi chúng ta không hội đủ sức mạnh cần thiết. Lần gần đây nhất, Việt Nam đã đánh bại Philippines sau hai lượt trận tại bán kết AFF Cup 2018 với tổng tỷ số 4-2. Trong chuyến lập khách trên sân Rizal Memorial ngày 16 tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam gặp khá nhiều bất lợi. Với sức chứa chỉ hơn 12.000 chỗ ngồi, nước chủ nhà dự kiến sẽ dành tới 10.000 chỗ cho cổ động viên nhà. Đây là sức ép lớn với thầy trò huấn luyện viên Philip Dussier mặt sân cỏ nhân tạo cũng gây nên khó khăn nhất định với đội tuyển Việt Nam, vốn quen chơi trên sân cỏ tự nhiên. Dù vậy, lực lượng hao hụt mới là nỗi lo lớn nhất đối với huấn luyện viên Truce trong trận đấu ngày 16 tháng 11 tới. Quang Hải và Văn Hậu, hai cầu thủ quan trọng bậc nhất ở hàng tấn công và phòng thủ, đều vắng mặt vì chấn thương. Vào phút cuối, trung vệ Duy Mạnh cũng bị tai nạn xe máy không thể tập trung, khiến ông Truce phải gọi lại Bù Tiến Dũng. Trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải cũng bị đau, khiến cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trở nên khá chấp vá. Trên hàng tiền đạo, Tiến Linh và Văn Toàn, Văn Quyết đều chưa có bàn thắng nào ở V-League. Từng luôn chiếm vị trí số 1 ở tuyến trên, Tiến Linh hơn một năm qua trở nên sa xúc. Nỗi lo của huấn luyện viên Trucie phần nào với khi Phạm Tuấn Hải vừa chơi rất tốt, giúp câu lạc bộ Hà Nội ngược dòng thắng Wuhan 3-2-1 ở AFC Champions League. Tuy nhiên, chương đó là chưa đủ để đội tuyển Việt Nam tạo được sự tin tưởng, đặc biệt ở góc độ kiểm soát bóng như mong muốn của ông Trucie. Trong các tiền đạo, chỉ Phạm Tuấn Hải đặt yêu cầu, còn những người khác không đủ sức trở thành mũi xuyên phá. Nguyễn Văn Toàn có tốc độ và nhiệt tình, nhưng không sắc sảo. Nguyễn Tiến Linh được chơi quá ít thời gian, phong độ bất ổn và nhận thẻ đỏ nên khó đánh giá. Có thể nói, nhưng sự hàng công ảnh hưởng nhiều đến lối chơi khiến Việt Nam tạo ra quá ít cơ hội. Lúc này, chỉ hàng tiền vệ tạo được sự yên tâm. Hoàng Đức, Tuấn Anh, Hùng Dũng đều tốt nhất trong vị trí của họ là những nhân tố mà đội tuyển cần. Lứa sau này có thêm Nguyễn Thái Sơn. Hoàng Đức được tư nghiệm đá cao nhất trên hàng tiền đạo ở trận đấu Trung Quốc. Đây không phải lần đầu tiền vệ này được xếp đá trái sở trường. Đó là một phương án sáng tạo. Có thể huấn luyện viên Tru A đánh giá Hoàng Đức sở hữu nhiều tố chất để đá ở vị trí đó như thể hình tốt, nhanh nhẹn và khả năng dứt điểm tương đối toàn diện. Hoàng Đức luôn có thể ra chân nhanh và bất ngờ, nhưng đó không phải sở trường của cậu ấy. Hoàng Đức có thói quen lùi về phía sau để tổ chức kiến thiết. Cậu ấy nên được kéo về hàng tiền vệ. Khi ấy, chúng ta sẽ có tuyến giữa tốt nhất hiện tại. Có lẽ vì thế, huấn luyện viên Trucey chỉ áp dụng phương án này trong một khoảng thời gian nhất định đây cũng chính là mối lo lớn nhất với đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Có thể hiểu ông Trucie đang muốn thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi với đội tuyển Việt Nam sau thời huấn luyện viên Bắc Hang-seo. Tuy nhiên, việc không có được chất liệu cần thiết khiến cho kế hoạch của nhà cầm quân người Pháp trở nên nan giải. Thêm vào đấy, sức ép đang trở nên đặc biệt lớn sau chuỗi giao hữu toàn thua của thầy trò ông Trucie hồi tháng 10, với 10 bàn thua và không bàn thắng nào được đi. Để phục vụ lối chơi kiểm soát, chiến lược gia người Pháp lựa chọn những chân truyền với nhãn quan chiến thuật và tư duy điều phối bóng tốt nhất, bao gồm Tuấn Anh, Hung Dũng, Hoàng Đức và Quang Hải. Bốn cầu thủ này luôn phiên đá chính trong sơ đồ 3-4-3, hai tiền vệ trung tâm và 3-5-2, hai tiền vệ trung tâm, một tiền vệ tấn công ở sáu trận giao hữu gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Vai trò sáng tạo được giao cho Hoàng Đức và Quang Hải là những cầu thủ xoay sở khéo léo và xúc xa tốt. Bộ đôi này được tạo điều kiện dân cao tiếp cận vòng cấm để tạo đột biến nhờ những pha xử lý khó lường. Tuy nhiên, việc Quang Hải vắng mặt vì chấn thương khiến tuyến giữa của huấn luyện viên Trucier gặp khó. Tiền vệ sinh năm 1997 là ngồi nổ sáng tạo với những đường truyền xuyên tuyến hiệu quả, với độ mạo hiểm cao để hướng tới tạo ra cơ hội ăn bàn. Dù quan hải xa suốt sau khi trở về từ Pháp, nhưng cầu thủ 26 tuổi có những phẩm chất dị biệt mà đến nay huấn luyện viên trusie chưa tìm thấy ở các tiền vệ khác bởi trong đối chơi kiểm soát bóng đang trở thành não trạng của đội tuyển việt nam việc cầm bóng nhiều hơn đối thủ chỉ là điều kiện cần để kiểm soát bóng đồng thời kiểm soát trận đấu các học trò của huấn luyện viên trusie cần hai yếu tố trước hết là những đường chuyền xoay chuyển cục diện có thể chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công hoặc tạo ra đột biến để phá vỡ hàng thủ lùi sâu tuy nhiên ở những trận giao hữu đã qua các tiền vệ của ông Trucie dường như đang chơi cầu toàn. Đơn cử như trận gặp Trung Quốc, dù đội tuyển Việt Nam có thời điểm cầm bóng liên tục trong gần 2 phút, nhưng bóng chỉ luôn chuyển qua lại, truyền ngang rồi truyền về. Gần như không có nhưng đường truyền đâm thẳng vào hàng phòng ngự đối thủ để mở ra cơ hội. Ở trận gặp Philippines, đối thủ nhiều khả năng cũng phòng thủ với quân số đông đảo. Đội tuyển Việt Nam cần truyền mạo hiểm và trực diện hơn. Lối chơi kiểm soát sẽ trở nên vô nghĩa nếu bóng chỉ loan quanh ở ngoài, không được đưa vào vòng cấm đối thủ. Yếu tố thứ hai là một ông chủ thực sự ở tuyến giữa với khả năng điều nhịp, biết lúc nào cần đá nhanh, lúc nào phải đá chậm, giữ nhịp ổn định. Dưới thời huấn luyện viên Bắc Hang Seo, nhiệm vụ cầm nhịp được giao cho Hùng Dũng và Hoàng Đức. Nhưng cả hai hiện tại chưa thể hiện được vai trò. Trong hầu hết các trận, đội tuyển Việt Nam đá đều đều một nhịp từ đầu đến cuối với những đường truyền tương đối máy móc chưa bàn đến hiệu quả, lối chơi hiện tại chưa phải bệ đỡ để bất cứ cầu thủ nào thể hiện được mình. trong danh sách rút gọn, huấn luyện viên Trusiê vẫn giữ lại bảy tiền vệ trung tâm, gồm Hung Dũng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Văn Toản, Văn Khang và Thái Sơn. trong đó, rất có kỳ vọng ở bốn cái tên sau, khi Thành Long chưa từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, còn Văn Toản, Văn Khang và Thái Sơn quá trẻ để nhận nhiệm vụ. Đặt niềm tin vào những cầu thủ kinh nghiệm thay vì mạo hiểm với sức trẻ là lựa chọn an toàn hơn với huấn luyện viên Trussier lúc này khi thời gian thử nghiệm đã kết thúc. Dù vậy, khi chiến lược gia người Pháp chưa thể kích hoạt tối đa năng lực của tuyến giữa, lối chơi kiểm soát của đội tuyển Việt Nam khó tránh khỏi mớ bồng bông. Hùng Dũng chưa trở lại phong độ đỉnh cao từ sau chấn thương. Tuấn Anh đã chứng lại con Hoàng Đức chưa bùng nổ. Nhưng đây đều là những khối ốc với kỹ năng tấn công đa dạng. Việc không tận dụng được phẩm chất của cá nhân mà gò ép cầu thủ vào một khuôn chơi bóng máy móc, cứng nhắc, đó sẽ là sự lãng phí rất lớn. Đành rằng đối thủ của đội tuyển Việt Nam luật giao hữu vừa qua đều rất mạnh, Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Nhưng kết quả trên phần nào không khỏi khiến giới hâm mộ sốt ruột. Một vấn đề khác là sau những ngày tháng thành công, người hâm mộ Việt Nam đang có dấu hiệu không còn khắc bóng đá như trước chiến thắng trước Philippines ngày 16 tháng 11 tới vì vậy ngoài ý nghĩa về mặt chuyên môn, còn trở nên là yêu cầu bắt buộc đối với thầy trò ông Trusci để có thể hâm nóng không khí trên sân Mỹ Đình trong cuộc tiếp đón đội tuyển Iraq ngày 21 tháng 11.